Các bạn này mình giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là hộp sấy tủ sấy đa năng. Với mẫu sấy này các bạn có thể sấy các loại tinh bột này cho các buồng chứa này, buồng này và các loại tinh bột khô, bột rong giềng, bột rong này, bột sắn dây này, bột tinh bột nghệ này. Các loại làm công nghiệp lớn này thì các bạn có thể sấy nguyên cái buồng nhá, thì chỉ cần một cái máy này thôi nhá. Nó rất là nhỏ gọn và giá thành nó cũng vừa phải nhá. Máy này thì ngoài tinh bột ra các bạn có thể dùng cho làm cho điều hòa không khí cho chăn nuôi này, gia súc gia cầm như chăn nuôi gà vịt này, lợn này. Đấy, dùng cái buồng này để nó điều hòa làm ấm không khí trong mùa đông nhá, giá rét nhá. Mẫu này nó là điện 380V và đây là công suất là 10 kg. Với mẫu này 10 kg này thì nó có cái hộp điện 3 pha nhá. Đây là 3 dây nóng này. Đấy, đây là công tắc khởi động áp tâm áp này, bật lên này, cái công áp mát bật lên này thì nhiệt độ bên trong bắt đầu bật lên này. Thì ở đây là công tắc này, đây là nhiệt tăng nhiệt độ giảm nhiệt độ này, tăng nhiệt độ này, ví dụ ta giảm nhiệt độ xuống này, ví dụ tăng này, giảm này. Đấy, 55 độ này. Ở đây giảm xuống là ví dụ như là quạt gió này. Quạt gió này. Đấy, của nhiệt độ quạt gió motor quạt cũng là 55, ta để điều chỉnh song song với cái này hai cái bằng nhau nhá. Đấy. Nó sẽ lên xuống, nó sẽ chênh nhau không nhiều. Thật ra là hai cái này là điều chỉnh nhiệt độ như nhau thôi nhá. Đấy, các bạn có để điều chỉnh nhiệt độ như nhau. Đấy. Còn cái này đo cái nhiệt độ ngoài trời này, thực tế là phòng ví dụ 35 độ 9 này. Ta đo bằng cái gì ở đây này, ta đo bằng cái ở đây này, cái dây nguồn này thì nó sẽ giảm theo cái đấy, nó sẽ giảm theo cái thời gian này. Đấy, thấy chưa, ta để ở ngoài này, nếu ta đưa vào trong nó sẽ tăng lên này, ta đưa vào trong này, đưa vào trong này nóng thì nó sẽ tăng lên này, tăng nhiệt độ lên này, đó thấy chưa. Đấy, các bạn thấy chưa, đồng đây là cái đầu to đầu ti đo nhiệt độ này. Thế đây là cái công tắc công tắc điều chỉnh nhiệt độ này, công tắc điều chỉnh motor quạt này, bật motor quạt gió này của cái thằng này này. Đấy. Còn đây là motor của nhiệt thanh nhiệt sấy nóng này của bên trong này, đấy khoang này, đấy. Đấy là chiếc khoang này. Đây là thanh nhiệt sấy nóng này, thấy chưa? Bụng sấy nóng này. Còn đây là motor quạt này, quạt gió này. Đấy. Đấy. Cái cấu đó là như vậy. Chất liệu máy là inox hết nhá. Toàn bộ máy inox nha. Đây là ta bật motor quạt trước này, bật lên motor quạt này. Thì quạt đó sẽ hút này. Đấy, bật này, đấy. Có thể thổi ra ngoài này, thổi vào nóng ra ngoài này. Đấy. Còn bắt đầu là motor nhiệt này. Motor nhiệt này thì ta bật lên này, motor nhiệt độ này. Đấy. Thì ta bật có hai cách này, ta bật bên đây là nó là gọi là tự động này, tự động điều chỉnh này. Đấy. Còn cái thằng này bên đây là cũng là bật luôn này, thật ra hai cái là nó là như nhau nhá. Chỉ là chuyển ra bên đây bật bằng tay này. Thế đều chuyển bằng tay này. Đấy. Ta chuyển qua chế độ này nhá. Đấy. Thì nhiệt độ nó sẽ tăng dần này, muốn tăng biết là tăng thì ta phải để cái đầu ti này ở cái phần buồng hoặc là trước quạt này để nó tăng lên này, nhiệt độ nó tăng theo cái này này. Đấy, khi nó đạt đến 55 độ thì nó sẽ tự ngắt, ví dụ như thế. Đấy, nó là ví dụ nó đạt đến 55 độ. Đây mình sẽ để cái này này, đầu ti là trước quạt này, 55 này. Đấy, đó đã thấy chưa các bạn này, nó sẽ tự tắt, nó tự ngắt nhá. Bây giờ nó được tự ngắt nhiệt độ. Đấy, nó đạt đúng cái thấu đạo của nó. Đấy. Tắt rồi. Đấy nhá. Đấy, còn đây là cái đo điện này, dòng điện này. Đấy. Thế thôi, nó rất đơn giản nhá. Đấy. Các bạn mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0934468222, 0904432111, sửa máy Thanh Hóa.com, địa chỉ là 79 Hồng Phong, phường Ba Đình, quận Thanh Hóa, 146 Nguyễn Trãi. Đây là máy sấy nhá. Đấy, điện 380V này. Điện 3 dây nóng là 380V này. Các bạn chỉ về đấu 3 dây nóng vào và dùng thôi nhá. Bật cái công tắc khởi động lên nhá, là chạy thôi nhá. Không cần phải lắp đặt gì quá nhiều nhá. Đấy. Đấy.